Rồi chào tất cả quý bà con đã quay trở lại chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay là con gà xì rượu. Anh em cũng nhớ đến con gà xì rượu phá mồi quá anh em. Hôm nay là tới vườn của anh. Anh giới thiệu với mọi người anh tên gì anh? Tôi tên Tiền. Anh Tiền á, anh Tiền ở vùng Cái Bè thì anh cũng đã tìm hiểu trên mạng và cũng gọi điện mình xuống đây. Thôi thì bây giờ nó qua cái câu chuyện mà em cũng đã chia sẻ với anh rồi. Bây giờ mình cái cây của mình á là đang giai đoạn nuôi trái và đang giai đoạn phục hồi. Đang giai đoạn phục hồi. Thực ra thì nuôi trái với phục hồi nó cũng là gần gần như nhau à. Và cái là nuôi trái này thực ra là như cái trái mà quay kiệt cho bà con coi này. Như cái trái đó là thực sự cái trái đấy cũng không có nuôi gì nữa đó. Cái trái này nó mốt méo hết rồi. Tới gần già tới chân rồi, Dạ. coi như này cũng như mình cắt là mình đứt lứa đó, mình cắt đứt lứa mình dưỡng cây là làm lại vụ mới á. Dạ. Đây mình thấy cây kỳ kỳ quá, mình cũng tìm hiểu trên Cái nắp này em khui ra cho anh ở múc để múc miếng nước. Dạ. này tứ nha. Dạ. Cái tứ gốc nha anh. Tốt nhất là sau này anh có cái máy bơm. Không còn mấy là pha vô cái xịt. Rồi mình gắn mình xịt đều vậy nè, kia đều xong Rồi rồi. gắn vô anh gắn cái gì? Anh gắn vô hệ thống gì? Máy xịt. Máy xịt giống như máy rửa xe hả? À, cái thùng phi có đây không? Cái thùng nó có đây không? Không hồ, xây hồ có cái hồ nó Xây cũng chưa? có bên kia nữa. À. Vậy là vậy giờ sao mà hôm qua đó mình làm luôn cái làm này thủ công quá. Ý là qua đó mà trút vô làm luôn. Không, mình làm một thùng làm mấy đi Rồi em làm mẫu cho anh coi ha. chứ. Rồi em thí dụ như vậy em lấy cho anh một nắp nha, trước khi xài anh lắc lên ha. Tại vì em thấy cái xô của anh nó Chảy rồi. bị chảy. Màu này là màu hữu cơ luôn, cái mùi hữu cơ luôn, cái mùi đường ấy, mùi. Rồi cái này kéo đâu ta? Đây. Này em có nghĩa là sẵn là em quay video luôn cho bà con coi luôn và anh cũng nhìn thấy luôn. Cái này này khỏi cần lắc ha. Cái này anh thấy nè, humic này. Cái thằng humic Hoa Kỳ này nó khác với humic khác nha. Cái này là đặc biệt là nó có vi lượng. Ha. Có vi lượng nên là anh có humic rồi có cả vi lượng luôn. Rồi trong này cái này màu nó sẽ là màu đen. Cái thằng trico humic á là màu đen. Thì thằng trico humic là vừa cung cấp trico và vừa cung cấp humic, còn thằng humic Hoa Kỳ á vừa cung cấp vi lượng và vừa cung cấp humic, mục đích là để kéo bộ rễ làm cho cái cây anh phát triển. Còn siêu dưỡng cây thì cũng là gọi là mình gọi là yến á, trong đó nó có vitamin, có rong biển, tảo biển. Thì bình thường thí dụ như mà tưới thủ công á, thấy không? Cái cây này á cứ tưới thủ công. Thì bây giờ em cây này cũng được, tưới cây này cũng được đi. Tưới là cây nào anh cũng tưới hết đó. Anh tưới giùm em quanh tán lá ha. Tưới giùm em về này, quanh tán lá lá để làm gì? Bộ rễ nó hấp thụ vào đây rồi. Phải kích thích cái bộ rễ nó mạnh ra. Mà cái này tốt nhất á, ví dụ như mà anh có cái thùng cái giò sen á. Cái giò sen á thì anh tưới nó đều hơn. Tuy nhiên rằng là cái giò sen á thì nó này nó cũng có một cái bất lợi á, là trong này nó hơi nghẹt. Tại thằng trico humic. Mình lấy cái muỗng á. Ừ. Muỗng cái mình cột vô. Cái muỗng hả? Cái muỗng cái mình cột vô cái mình tưới cái nó xè ra như nè. À cái muỗng sao ta? Cái muỗng của mình ăn cơm đó. À đúng rồi, cái muỗng cục Ăn vô đây cơm hả? rồi. À cũng có lý, rồi giải khỏi bỏ giò sen ra. Cái nó À. xè ra đều. Rồi vậy để em làm thêm cho anh một miếng nước nữa, để em làm thêm cho anh rõ. Cây là một thùng đưa hết không? Ví dụ mình tưới á. Một cây như vậy anh làm một thùng 10 lít rồi, được rồi. Xong rồi anh xả nước giùm em. Mình bật bếp quay nè. Bật bếp quay lên. Quay lên quay xả vô một mớ nước xả từ từ. Wow, điện thoại đâu nó kêu ta? Từ từ nhưng mà con không có, không biết sao tự nhiên nó bấm nó hát nhạc. Rồi một cái xô như vậy anh cho em một nắp ha.
một cây can siêu dưỡng cây cộng với hai gói Trico Humix, hai gói Humix Hoa Kỳ. Nếu anh phun anh tưới có hệ thống tưới nước á, anh cho em 2.000 lít nước, anh tưới nước đẫm cho em, thì một cây như vậy á là anh tưới được 20 lít, 2.000 lít nước, 20 lít. Còn nếu anh đi, anh đi 10 lít, nói chung á là nó cũng đông nằm ở dưới đây hết chứ nó không đi đâu hết đó. Trước khi tưới á, anh có thể xả cho em hạt á, là không cần xả nước trước cũng được, nhưng anh tưới xong rồi anh xả một nước trước cũng được, hoặc là tưới xong, ví dụ như chiều hôm nay anh tưới giao, sáng hôm sau 12 tiếng sau anh xả nước vẫn được, không bốc hơi, không có bình thường, cái này không có gì hết, cái này hữu cơ không phải là hóa học, nó không có bốc hơi. Còn cái này ở trong này á, là thằng Trico Humix cộng Humix Hoa Kỳ, nên anh sẽ nhìn thấy là cái màu của nó, màu cái màu của Humix là màu của màu gọi là truyền thống á, trong này là nó có thằng Trico đó, còn thằng này á, là cũng có Humix và có cả vi lượng. Cái vi lượng quan trọng lắm nha anh, còn đa lượng là NPK đó, anh cứ quất đa lượng vô NPK là cây mít nó xì mũ hết á, lá nó nhỏ, anh nhìn thấy hiện tượng lá nhỏ anh biết à. Xong mình tưới một đợt vậy rồi bắt đầu bao nhiêu ngày anh tưới là... cái quy trình chúng ta nếu đối với cái vườn này á, làm cho em là ít nhất là 7 ngày anh làm lần, sau khi mà cây nó khỏe rồi, như những cái vườn em làm cây khỏe rồi thì anh giãn ra, thấy không, cây nó khỏe rồi. Thực ra cây mít á, ví dụ như anh làm trong cái giai đoạn mà một năm á, anh ăn hai vụ, còn một năm hai vụ là phải làm liên tục đó. Một năm hai vụ anh cho nó, anh đâu cho nó nghỉ giữa đâu, có nghĩa là nó vừa thu hoạch xong cái cho nó nghỉ 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi cái bắt đầu làm cho nó thêm một vụ nữa. Còn thí dụ như những nhà vườn, ví dụ như nhà vườn mà họ để lai rai thì tính ra là họ tính được cái bài luôn là 2 năm 3 vụ, có nghĩa là nó có một cái khoảng cách chiền. Còn này luôn mình ăn liên tục luôn, mình phải phục hồi liên tục. Mà cái vườn này thật ra là phải phục hồi chứ không phục hồi là nó đi trơn à. Thứ nhất là nó suy kiệt thì dẫn đến cái hiện tượng mà gọi là xì mũ, đạm nhiều cũng xì mũ. Mà cái vườn này có một cái hay là anh giữ cỏ nha, có một cái hay là anh giữ cỏ tạo thành một cái nền hữu cơ, phải nói rằng là rất là tuyệt vời. Cái con Trico đại ma trong này nè, anh cứ tưới cho em, anh tưới cái này nó còn là con Trico đại ma ở trong cái gói này. Trico đại ma thì ai cũng biết, nghe tới Trico là ma, đại ma là một lá bùa thần thánh rồi. Nó sẽ phân giải những cái cỏ khô, những cái rơm mục, lá mục ha, lá mục để tạo thành một cái nguồn phân hữu cơ cho mình. Còn nói đến vi lượng thì những người mà trồng cây lâu năm hay là những người trồng cây ăn trái, người ta nói đến vi lượng à, tuyệt vời. Cái vi lượng nó rất là mắc, nó mắc tiền. Thằng vi lượng anh ra anh mua một bao vi lượng nó sẽ khác với bao NPK đa lượng, nó khác liền. Cái bao NPK rẻ đó, nhưng cái bao vi lượng anh mua đúng cái vi lượng nó không bao giờ mà anh rẻ, nó rẻ tiền hết. Vi lượng ghê lắm, mắc tiền lắm, nhưng vi lượng là nó phải cung cấp đầy đủ. Nó nhỏ hơn thằng NPK, có nghĩa là những cái tinh người ta đặt là vi lượng như thôi, chứ em cũng không biết tại sao người ta đặt là vi lượng. Giống như ba mẹ em đặt em sinh diễn vậy đó. Thì bây giờ á, sau khi á mà mình làm như vậy, đối với những cái cây yếu như vậy đúng không, em sẽ làm cho anh cái cây yếu này, rồi em sẽ xử luôn thằng siêu bột đọt này để em múc hả. Cái cây này, mấy cái cây này hiện tượng là thấy xì mũ, là thực ra là không cứu được nha, chứ cái xì mũ á là không có cứu được. Bây giờ em chỉ giúp anh á là ngăn ngừa, còn nếu nó bị quá là phải chặt và hạ nó xuống ha, hạ nó xuống. Mà cái cây này để coi, phải xì mũ vết sâu á. Cây này xì mũ rồi, xì mũ thì cứu thì khó lắm, còn cái cây kia được nè, cây kia được. Nhưng mà giờ những cái cây này là cây này chưa xì mũ, cây này chúng ta thấy lốm đốm thôi, lá nhỏ. Rồi cái này, cái da nó bị bem rồi, hết cứu rồi, cái này hết cứu rồi. Rồi thì bây giờ cây là mình phải khống chế nó hết. Nhưng bây giờ đối với những cái cây này, bây giờ em chỉ anh luôn ha. Bây giờ cây này thực ra để ăn cũng không được, nó ra trái cũng không được loại gì hết á, bảo đảm luôn. Thì bây giờ anh chặt đi, anh chặt xong rồi anh đào giùm em, lấy cái gốc ra,
chặt bỏ, đừng có đem xuống nguồn nước nha, đem ra xa và tiêu hủy nha, đừng đem xuống nguồn nước. Em thấy anh chặt mấy cây anh còn để kia là tìm cách tiêu hủy nó đi, đừng đem xuống nó nguồn nước. Xong rồi anh đào đào luôn cái gốc này ra, anh lấy vô nước vôi anh tưới lên, hoặc anh rải lên, lấy vô anh rải lên, xong rồi anh rải tuần sau anh tưới giùm em thằng Trico Humic ha, Trico Đề Ma. Đó là xử lý những cái cây này để nó không có lây, có lây nhiễm ở bên này. Còn bây giờ những cái cây này á là nó chưa có hiện tượng thì bây giờ mình sẽ ngăn ngừa trước, mình cho nó kháng thể mạnh đã, thì em sẽ cung cấp thêm cái kháng thể cho nó. Rồi xong rồi ở trên á mình xịt thằng bung độc mít, kích độc mít cho nó ra cái đọt để nó bộ lá nó quang hợp mạnh. Rồi đối với cây đó là chiều nay anh cũng xử y như em mới nãy ha, mấy cây toàn vườn này cũng tưới hết rồi dùm cho em ha.